Wow, so good. Hôm nay Moon đã đi ăn và Moon chọn một cái món rất là ngon, đấy là món salad. Trong này á có rất là nhiều rau và tự nhiên Moon nhớ ra là không biết mọi người nói tiếng Anh rau là từ gì nhỉ? Chắc là mọi người ai cũng biết cái từ rau nói chung là gì đúng không? Mọi người hay đọc là vegetable. Tuy nhiên ấy, thì nếu mà bạn đọc là vegetable thì từ này còn có 4 âm tiết. Trên thực tế thì từ này chỉ có 3 âm tiết thôi. Và người ta đọc là vegetable. Vegetable với một cái chữ veg ở ngay đầu và trong âm, sau đó là t chứ không phải t, và cuối cùng là bowl với âm o, âm l ở cuối. Vegetable, cùng đọc lại với mình nhé. Vegetable. Ok, chúc mọi người cùng thưởng thức món ăn ngon như thế này và chào mọi người.